Kính thưa các bạn, hôm nay Tuyết Già xin chia sẻ một chủ đề nói về cuộc sống nhân loại sẽ bị nhồi bóp theo sự chuyển biến của nguồn cuối nha các bạn. Từ đây sắp tới là các bạn sẽ bị một cái cách mà nhồi bóp mà hả, cái sự sống của mình trên trần gian này á, là nhất là những cái thành phố lớn nha các bạn, là tự dưng vậy là mình bị hả nhồi bóp một cách nó vô lý sự đi các bạn. Nhân loại sẽ đi theo cái sự kiệt sức của sự sống dần dần á, coi như là sẽ nhấn chìm những cái thành phố lớn, nào là triển khai để cấm xe hai bánh trên toàn nước, là những thành phố lớn tất cả những gì, rồi chánh quyền á là sẽ giống như là mục tiêu nè, rồi mục đích nè, rồi liên tục luôn. Rồi các bạn nói vậy nè, ủa sao kỳ vậy, cái gì đâu mà khổ quá vậy, cái gì đâu mà lạ quá vậy. Và kính thưa các bạn rằng đó là cái lý tam quân để chuyển qua thời mà thượng quân đó các bạn. Tại vì cái thời mà mạt kiếp này á, là đã hết rồi, cho nên hả chuyển thế là chuyển hả nó rất là lạ lùng, chuyển bằng mọi cách luôn, làm cho hả cái sự sống trên mặt trần gian của mình giống như là bị cái gì mà nó nhồi bóp qua mà khó sống dễ sợ luôn. Các bạn có thấy như vậy không? Mà đã rất là lâu rồi mà bây giờ sắp tới là bóp chặt nữa nha các bạn. Nhồi bóp hả đến mức độ mà không, cũng như là mình không có còn thở nổi nữa đó, là buông gan cái là thượng cổ luôn đó các bạn. Tại vì cái lý do là cái số phận mà hả mình phải chịu trong cái lý tam quân này thôi, nó đơn giản vậy thôi á. Mà cái này là cái lý do là đơn giản, giống như là chánh quyền sẽ có một cái mục tiêu liên tục luôn, rồi cấm đón những cái thành phố không cho xe hai bánh chạy đó các bạn, thấy không? Giống như dịch bệnh rồi giăng dây, không cho người ta ra, cho người ta đói gần chết, đủ thứ chuyện xảy ra hết. Rồi đi cách ly cũng vậy nữa, không cho người ta ăn uống gì hết, không cho người ta viên thuốc cũng đói gần chết. Cái đó là không phải tại ai hết các bạn ơi, mà tại vì lý do chuyển thế, cho nên cái thời mà sàng lọc này á là cũng như khuyên người là phải một chữ tu thôi các bạn. Chỉ cần tu nhân thôi là đủ rồi, tu cái đạo làm người thôi là đủ rồi. Mà tại vì mình không chịu tu cái đạo làm người cho nên mình mới khổ. Nó cái đạo làm người này tu rất là đơn giản thôi. Chỉ cần mình hả hiếu thảo nè, sống tốt nè, nhiêu đó là được rồi, không tham vọng nè. Đó là hả đạo làm người của mình rồi. Mà hả đây là cũng còn một số người nha các bạn, chưa có chịu làm những cái điều này, cho nên hả rơi vào cái cảnh mà gọi là đau khổ đó. Có nhiều bạn ngộ lắm kìa, không hiểu sao nữa, ông bà cha mẹ của mình á mà lại hả giống như là bỏ trơ trơ gì đó hen, rồi cái đi làm xa, rồi hả tạo dựng sự nghiệp mà hả tiếp già thấy mắc cười luôn. Tạo hoài không có được, tạm ơn căn nhà mà mơ hoài không có được. Còn á một em á thì á ngộ lắm, hiếu thảo với cha mẹ ông bà nha, coi như là hả lo ông bà cha mẹ, ta nói hả tròn vẹn luôn. Mà hả cái em mà lo ông bà cha mẹ thì ngược lại người ta mua nhà cái một à, rồi người ta có sự sống cái một mà tiền ta cũng vô ào ào à. Cái đó là Tuyết Già chia sẻ để các bạn nghĩ rằng á, tại vì á mình muốn á có cái sự sống trên mặt trần gian này thì mình phải làm một cái việc sanh phước, mình phải tròn cái đạo hiếu. Cái đạo hiếu là nó đứng nhất trong cái ngành nhân tướng học luôn á các bạn. Nhân tướng học á mà trong cái bàn tay của mình á, hay là trong cái tướng mặt, tướng tất cả những tướng mặt mình, dù cho mình có tướng giàu nha các bạn, dù cho mình có tướng giàu luôn, mà nếu như thiếu đạo đức, thiếu nhân, thiếu nghĩa, không trả hiếu đạo là coi như những cái tướng giàu trên khuôn mặt này nó dần dần nó mỏng mỏng trở lại, và trong cả cái bàn tay những cái đường chỉ tay giàu sang của mình biến mất luôn. Mà dù cho trong bàn tay có những đường chỉ tay giàu sang đang hưởng chăng đi nữa, mà nếu như mình thiếu đạo đức, mình không hiếu thảo, mình không có nghĩ đến cái công ơn sanh thành dưỡng dục, thì coi như những cái chỉ tay này á là nó có những cái đường nghiệp vô, nó làm cho mình hả bệnh tật. Nó đơn giản, chỉ cần mình bệnh gan thôi là mình thấy mình uống thuốc bao nhiêu rồi, bao nhiêu tiền đi bác sĩ rồi, nó đơn giản vậy đó các bạn. Rồi bây giờ Tuyết Già quay lại đây là tại vì cái sự sống trên mặt trần gian này là do cái thời mạt kiếp này chuyển thế cho nên mình phải chịu thôi. Nhưng mà nếu ai biết thì sống rất là thoải mái. Tuyết Già chia sẻ để cho các bạn sống với chữ biết, tức là mình phải biết, biết mình, biết ta. Đó thì mình sống coi như là
gọi là biết mình biết ta, là trăm trận trăm thắng. Mình lúc nào mình sống mình hả, cũng như là mình ăn chén cơm mình nghĩ mẹ mình có ăn chén cơm không, ba mình có ăn chén cơm không, hay là hai ông bà mình có được ăn chén cơm giống như mình không. Nó như là mình xài cái đồ sang thì những người thân có xài được cái đồ sang giống như mình không. Đó là mình chia sẻ để cho các bạn hả tìm ra những cái đường phước báo để các bạn sống trên cái cõi đời này, mà các bạn sống rất là hạnh phúc vui vẻ, chứ không phải mà các bạn giống như khổ đau đâu các bạn. Đó, Tiết Già chia sẻ thật sự luôn. Rồi, các bạn sẽ thấy rằng từ đây sắp tới là dấu hiệu cho thấy rằng cái sự trừng phạt đến với nhân loại, coi như là đánh sập một số mà không chịu quay đầu quay hồi về về Phật Pháp, về cái sự tu nhân tích đức, về cái sự tu tập của mình. Mà nói chung là như thế này, bất cứ đạo ai nấy giữ nha các bạn, chứ không phải riêng về mà đạo này mà nhảy qua đạo kia cũng không được nữa. Tự vì đạo nào phải giữ theo đạo đó để mình tu tập, mình noi gương theo cái một cái truyền thống của gia đình mình nữa. Tiết Già chia sẻ chung như vậy cho các bạn rất là dễ tu luôn đó. Rồi những lãnh đạo sẽ tham lam nè, rồi sẽ giống như là thắt chặt dân lành cho đến khi không còn mà sống nổi trên trên cái cũng như là cái trần gian này nữa. Các bạn thấy rất là lạ không? Đáng lẽ là những người lãnh đạo là người ta phải lo cho dân chúng, những người làm lớn người ta phải lo cho dân chúng, mà bây giờ các bạn thấy lạ không? Người ta bóp chặt mình cho mình ngụm luôn á, chứ người ta không có giống như là người ta không có để cho mình sự sống. Cái đó là mình cũng không có trách người ta, cái đó là tại cái lý do rằng là trần gian là rơi vào cái cảnh sàng lọc. Mà hơn nữa mình là người thiếu tu, nếu như mình người tu là tự nhiên là mình tránh khỏi những cái sự khổ đau. Giống như Tiết Già hiện tại bây giờ nè, các bạn thấy Tiết Già đã tu rồi thì đâu có ai mà bóp chặt Tiết Già nữa đâu, không có lãnh đạo nào bóp chặt đâu. Nó sống một cái cuộc đời rất là thoải mái trên đất Nhật luôn. Đất Nhật thì các bạn biết rồi đó, sống cũng như là lãnh đạo người ta rất là lo cho dân chúng tất cả những gì. Đó là do cái sự tu tập của mình khiến cho mình cũng như sống một cái nơi an toàn, một cái nơi mà nó sung sướng hạnh phúc. Hoặc là các bạn đang sống một cái vùng miền này, rồi cái tự dưng cái các bạn tu tập ra cái các bạn nhảy qua cái miền khác, từ một cái miền này mình nhảy qua một cái miền khác, là các bạn sống nó cũng hợp với cái lý tưởng của mình, hợp với cái sự sống của mình, cái tự nhiên các bạn cũng vui vẻ và phát triển, không bao giờ mà khổ đau nữa. Có nhiều người tự nhiên bây giờ thôi buồn quá ở thành phố không sống nổi, cái về quê, hoặc là những người nói thôi bây giờ ở quê buồn quá rồi đi tỉnh khác, hoặc là cái đó là cái sự khiến các bạn. Đó là Tiết Già chia sẻ vậy, chứ không phải là mình tự động mà mình nhảy được nha các bạn. Và các bạn nói rằng bây giờ tôi thấy chỗ nào tốt tôi sống, nếu mình thiếu tu thì mình lại mình sống cái chỗ đó, cái từ từ cái chỗ đó nó cũng không, nó không có được tốt nữa rồi, nó có những cái chuyện mà không may nữa. Đây là do cái sự mà giống như chuyển biến nha các bạn, chuyển biến cái sự sống của nhân loại trên mặt trần gian, chứ không phải tự động mà mình có được. Nếu ai biết được á thì sống rất là thoải mái. Tiết Già chia sẻ rất là nhiều bạn, nhiều em cháu, thì có bạn có em cháu nghe lời Tiết Già. Các bạn biết không, bây giờ người ta kiếm một tháng 50 man, 70 man tiền Nhật, là các bạn biết không, một tháng 150 triệu. Nó một tháng 150 triệu, vừa buôn bán rồi vừa làm YouTube, vừa mở quán ăn nhà hàng, mở tất cả những cái gì đó. Người ta chỉ sống hiếu đạo bình thường vậy thôi mà tháng kiếm 100 mấy chục triệu, 200 triệu luôn. Nó có bạn kiếm cả 100 tờ tiền Nhật luôn á các bạn. Thì 100 tờ tiền Nhật thì tiền Việt chắc cũng dường như 200-300 triệu đó các bạn. Sống rất là thoải mái luôn, chỉ đơn giản vậy thôi. Mà nhiều bạn tại sao không làm được? Đơn giản, chỉ cần mình nói mẹ ơi, mẹ thích ăn gì, ba ơi, ba thích ăn gì, con đi làm con lo cho ba mẹ nè, con lo cho ông bà. Nếu ông bà mình mà ông ngoại, ông nội, ông cũng như tất cả những ông bà hai bên luôn, kể cả bên vợ lẫn bên chồng nha các bạn. Chứ các bạn đừng có nói rằng là hiếu một bên cũng không có được nha. Đừng nghĩ rằng mẹ tôi lo là không được. Phận mình là phụ nữ là mình phải lo luôn cho bên chồng, rồi mình là đàn ông mình phải nghĩ đến bên vợ luôn. Nói như vậy mới gọi là hiếu đạo, chứ không phải mà mình thương bên nào mình lo bên đó cũng không có được nữa. Đó là Tiết Già chia sẻ để các bạn biết rằng các bạn nào mà còn đau khổ thì các bạn quay đầu về là các bạn sẽ thoát khỏi cái cảnh khổ đau liền. Chứ bây giờ sự sống cho nhân loại là sẽ bị bóp chặt, mà gọi là nó đơn giản thôi đó. Bây giờ từ đây sắp tới coi như là cái này cấm, cái kia cấm, cái nọ cấm, là làm sao các bạn sống được? Các bạn thấy không, rất là khó sống luôn.
Giống như bây giờ hả, tự nhiên cái triển khai rồi hả, giống như sự kiện rồi hả, triển khai rồi mục đích, tất cả những cái gì mà cứ vậy hoài, làm sao mà dân chúng sống được. Nó hỏi các bạn rồi quy hoạch nữa chứ, quy hoạch rồi đất đai cho nó đủ kiểu hết. Các bạn thấy rõ không? Tại vì cái cuộc sống hiện tại giờ á, là coi như là nhân loại phải trải qua một cái cảnh mà gọi là thử thách. Nó thử thách để cũng như là ai mà hả biết rằng như vậy á, thì hả buông bỏ hết tất cả là quay đầu về Phật Pháp để tu tập, thì sẽ hả coi như qua tất cả những cái sự mà gọi là bóp chặt mà của những người mà cũng như là hả có trách nhiệm hoặc là lãnh đạo hoặc là những cái trong một cái đất nước, trong một cái quốc gia đó đó. Các bạn thấy không, là mình thoát khỏi giống như Tiết Già nè, thoát cái một hả các bạn, rất là hay luôn, thoát bằng cái con đường tu tập của mình đó các bạn. Ở đây từ đây sắp tới các bạn sẽ thấy sự sống rất là khó luôn đó. Đây rồi hả, xe hai bánh mà không cho chạy vô cái đất mà thành phố rồi các bạn sẽ thấy rằng rồi mình sống bằng cái gì, làm sao mà hả tàu điện tàu gì, tất cả những cái gì mà theo kịp những cái quốc gia mà giống như người ta đã phát triển nay là mấy chục năm, cả trăm năm, 50 năm trở lên rồi, làm sao mình một ngày một bữa, một năm hai năm mà mình lại theo kịp đó các bạn thấy không. Mà tại vì cái sự hả gọi là dối theo làm cho nhân loại phải rơi vào cái cảnh khổ đau, rồi coi như hả là thiếu thốn đủ mọi mặt hết trơn, càng làm chừng nào càng thiếu chừng đấy các bạn thấy không. Triển khai nhiều là thiếu nhiều đó, chứ hả không có phải mà triển khai mà để cho hả coi như nhân loại được sung sướng. Tiết Già thấy cũng mắc cười, cứ triển khai hoài mà người ta đói gần chết à, mà không lo mà lo triển khai triển riết mà hả coi như không có chén cơm mà hả dân chúng sống luôn. Các bạn thấy rõ ràng không, đó không phải tại ai hết trơn á, là cũng do một phần do mình thôi. Thì mình hả cảm thấy mình hả thiếu phước thiếu tu thì cùng với Tiết Già đi. Hồi xưa Tiết Già cũng vậy, cũng thiếu phước thiếu tu đó các bạn. Rồi Tiết Già cũng đâu có được chén cơm ăn mà trọn vẹn, nó không có được sự sống như Tiết Già tu tập thành công, nên Tiết Già mới chia sẻ rằng cái lý tam quân để các bạn hiểu rằng là cái lý tam quân chuyển thế làm cho thế gian này là rơi vào cái cảnh giống như là cái sự sống nó không có còn mà thoải mái, không có còn sự sống trọn vẹn như hồi xưa nữa. Sắp sửa giống như là mình đi đến những cái chuyện mà gọi là điêu tàn sắp tới gì đó, để mình biết rằng như vậy để mình hả nhanh chóng mà mình quay đầu về một cái bến bờ mà coi như tu tập của mình, để mình an nhàn hạnh phúc đó. Tới già xin chúc tất cả các bạn ai cũng an nhàn hạnh phúc. Video Tiết Già chia sẻ đến đây kết thúc. Xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều. Hẹn các bạn gặp lại video tiếp theo.